Con gái Phi Nhung hiếm hoi chia sẻ câu chuyện về bố ruột, tiết lộ tên thật của mình. Hé lộ mối quan hệ thật sự của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh Xôn xao video cố ca sĩ Phi Nhung thận trọng hỏi Hồ Văn Cường về chuyện tiền bạc. Thương Tín chia sẻ về dự định đi làm, đón vợ về và cuộc sống hiện tại của con trai cả. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Con gái Phi Nhung hiếm hoi chia sẻ câu chuyện về bố ruột, tiết lộ tên thật của mình. Trong clip mới đây nhất được đăng tải, Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung, lần đầu tiên tiết lộ tên thật cũng như mối quan hệ thân thiết với bố ruột. Sinh thời, những chi tiết về cuộc sống của con gái Wendy và chồng cũ luôn được cố ca sĩ Phi Nhung giấu kín và hiếm khi nhắc đến. Giọng ca bông điên điển từng tiết lộ cô và bố ruột Wendy không có duyên sống cùng nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Được biết trong tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ, chồng cũ của cô cũng xuất hiện và thành kính tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mới đây trên kênh YouTube của mình, Wendy Phạm đã có buổi trò chuyện cùng với những khán giả thân thiết. Cô nàng tiết lộ vừa có một chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình, đặc biệt là có sự xuất hiện của bố. Wendy chia sẻ, Wendy đưa ba đi Las Vegas, tại ba chưa bao giờ đi. Hồi đó giờ cứ đi với mẹ hoài, thế nên nhân dịp Thanksgiving này, đi với ba cho ba vui. Bên cạnh đó Wendy Phạm cũng tiết lộ tên thật của mình là Kim Thu, đây là tên do ông nội đặt cho cô. Tuy vậy ở nhà, Wendy vẫn thường được gọi là Bé hay Wendy nên sau một thời gian mọi người cũng quên mất tên thật của cô. Qua những chi tiết được Wendy chia sẻ, có thể thấy mối quan hệ thân thiết của cô nàng với bên nhà nội cũng như tình cảm của Wendy và bố ruột khá tốt. Bố Wendy có vẻ ngoài hiền lành phúc hậu, mối quan hệ của hai cha con cũng rất khăng khít và tình cảm. Được biết chồng cũ của Phi Nhung tên là PT, hiện đang sinh sống tại Mỹ, ông là chủ của nhiều tiệm sửa xe tại Mỹ. Vào ngày thôi nôi của cháu ngoại Nikolai, ông cũng có mặt cùng chung vui với con cháu trong ngày đặc biệt. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hé lộ mối quan hệ thật sự của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh Trong chương trình mới đây của Thúy Nga Paris by Night, bằng kiểu xúc động chia sẻ về Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ còn tiết lộ về mối quan hệ của hai người đồng nghiệp dựa trên những gì mà mình biết. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp tri kỷ nổi tiếng của làng giải trí, hàng chục năm gắn bó với nhau trên cả sân khấu lẫn ngoài đời thực. Cả hai dành cho nhau tình cảm vô cùng đặc biệt. Không chỉ khán giả mà đồng nghiệp cũng rất trân trọng mối quan hệ của họ. Mới đây trong live stream trước thềm show ở hài ở hải ngoại, Bằng Kiều đã nói về Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Giọng ca Trái tim không ngủ yên cho biết sắp tới anh sẽ thể hiện một ca khúc mới hoàn toàn trên sân khấu Thúy Nga. Điều đáng nói, cảm hứng của nó xuất phát từ tình cảm giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Lời bài hát kể về tâm sự của Mạnh Quỳnh sau khi người tri kỷ của anh ra đi, do chính nam ca sĩ sáng tác. Tôi đã nghe xong ca khúc này cũng nhận lời ngay và rất thích. Ở ngoài tôi cũng chơi và biết rất rõ về Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, đi sâu chung và đi chơi chung với nhau. Tôi còn thân với Mạnh Quỳnh tới mức hay đi đá bóng với anh ấy. Từ đó tôi hiểu rõ tình cảm của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh dành cho nhau. Bởi vậy khi nghe bài hát này tôi rất xúc động. Tôi lập tức bảo chị giám đốc Thúy Nga cho mình hát. Bằng Kiều chia sẻ. Nam ca sĩ thú nhận khi vào phòng thu mình đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Đến mức không thể hát nổi. Nhớ đến Phi Nhung nghĩ cho Mạnh Quỳnh. Bằng Kiều càng thêm xúc động. Phải đến khi ra ngoài lấy lại bình tĩnh anh mới có thể tiếp tục hoàn thiện bài hát. Ngồi bên cạnh, ca sĩ Phương Loan, vợ Trí Tài cũng cho biết cô đồng cảm với Bằng Kiều bởi bản thân từng trải qua tình cảnh đó. Khi chồng mất, nữ ca sĩ từng được Thúy Nga mời biểu diễn một ca khúc. Lúc bước chân vào phòng thu, Phương Loan khóc không ngừng nổi, lạc hết giọng. Tôi khóc từ phòng thu tới khi lên xe để ra quay hình, tôi phải cố gắng kìm nén lắm mới không khóc để thu được trọn vẹn ca khúc. Bà xã Trí Tài tâm sự. Trước đó Mạnh Quỳnh từng làm một bài thơ để giải bày nỗi lòng trước sự ra đi của Phi Nhung. Anh cho rằng người bạn của mình đã trả hết nợ nhân sinh, giờ đây có thể sum họp với những người thân yêu bên kia thế giới. Nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến đối phương, tiếc nuối khi không thể cùng nhau thực hiện những dự định từng lên. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Xôn xao video cố ca sĩ Phi Nhung thận trọng hỏi Hồ Văn Cường về chuyện tiền bạc. Đoạn video cố ca sĩ Phi Nhung thận trọng hỏi Hồ Văn Cường về chuyện tiền bạc cho thấy nữ ca sĩ tôn trọng những đồng tiền do con trai làm ra mới đây cư dân mạng đã chia sẻ lại một đoạn video ghi lại hậu trường một sự kiện có sự góp mặt của cố ca sĩ phi nhung và con trai nuôi hồ văn cường trong đó cố ca sĩ phi nhung muốn trích một số tiền nhỏ để làm từ thiện từ buổi biểu diễn tuy nhiên số tiền này thuộc sở hữu của hồ văn cường nên cố ca sĩ phi nhung đã thận trọng hỏi ý kiến của con trai nuôi cố ca sĩ phi nhung hỏi con trai hồ văn cường có đồng ý làm từ thiện và muốn bỏ ra bao nhiêu tiền sau đó Hồ Văn Cường đáp lại lễ phép với mẹ Phi Nhung, muốn bao nhiêu thì tự lấy và không có ý kiến gì. Sau đó Cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường thống nhất lấy ra 5 triệu để làm từ thiện. Qua đoạn video có thể thấy, dù là lấy tiền làm từ thiện nhưng giọng ca bông điên điển cũng vô cùng tôn trọng con trai Hồ Văn Cường khi hỏi ý kiến của cậu bé. Trước khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, giữa phía ekip của Cố ca sĩ và Hồ Văn Cường đã xảy ra những tin đồn không hay. Theo đó, nhiều tin đồn cho rằng ekip của Phi Nhung chèn ép giữ tiền cát-xê của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên sau đó người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận. Khi sự việc chưa được giải quyết rõ ràng thì ca sĩ Phi Nhung qua đời vì mắc COVID-19. Sau đó để làm rõ trắng đen, ekip của cố ca sĩ Phi Nhung đã công khai trả lại toàn bộ số tiền cho Hồ Văn Cường và cũng từ đây hai bên không còn liên quan gì đến nhau. Sau khi nhận tiền từ ekip của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đóng băng mọi hoạt động Nam ca sĩ chọn cách im lặng dù liên tục bị giéo tên. Vừa qua Hồ Văn Cường đã xuất hiện trong một sự kiện tại trường đại học đang theo học. Nam ca sĩ có vẻ ổn định hơn và bắt nhịp lại với cuộc sống đời thường sau những ồn ào thị phi. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thương tín chia sẻ về dự định đi làm đón vợ về và cuộc sống hiện tại của con trai cả. Trao đổi với phóng viên mới đây, Thương Tín cho biết vợ con đang tá túc ở nhà một người họ hàng tại Sài Gòn, nhưng anh không muốn đón vợ con về phòng trọ vì không muốn họ thêm khổ. Tôi không muốn cô ấy trở lại phòng trọ chật hẹp này nữa vì mấy năm sống ở đây, cực khổ chúng tôi đã nếm quá nhiều rồi. Cô ấy nói lấy chồng nổi tiếng mà chẳng được nhờ chia cả, là cô ấy nói trong lúc nóng giận thôi. Chúng tôi yêu nhau thì mới đến với nhau và có mối liên kết bền chặt là con gái. Nếu cô ấy quyết định ra đi tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở với tôi thì tôi cũng sẵn sàng để người ta ra đi. Tôi có buồn thì chỉ buồn cho con gái chung của chúng tôi. Là người đàn ông, mình phải làm trụ cột trong gia đình, để cho vợ con khổ là do lỗi của tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, khi không thể kiếm tiền để lo cho vợ, tôi cũng cố gắng kiếm tiền lắm chứ, nhưng cuộc đời tôi chỉ biết làm phim, đóng phim. Dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động điện ảnh ngưng trệ hoàn toàn. Mấy dự án phim mà tôi được mời tham gia cũng không thể triển khai nên tôi gặp khó khăn về tiền bạc. Thiếu tiền nên vợ chồng dễ sinh cãi vã. Một bệnh viện đa khoa nơi tôi đến để xin việc và bị phát hiện nhiễm Covid-19 hiện vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Họ cho người đưa thuốc điều trị, đưa thức ăn tới phòng trọ cho tôi hàng ngày. Họ cũng nói khi nào khỏe lại, tôi sẽ đi làm tại bệnh viện đó. Ở đó họ sẽ bố trí cho chỗ ăn chỗ ngủ cho cả gia đình tôi, còn cho vợ tôi việc làm, nên tôi tính chừng một tuần nữa khi đã khỏe hẳn, tôi sẽ dọn tới bệnh viện và đón vợ con về đó luôn. Đúng là có vài chỗ người ta mời tôi để về chung nhà cho họ, nhưng tôi không thích, tôi còn làm được thì tôi sẽ làm để kiếm tiền. Tôi không muốn vô một chỗ nào đó để rồi không phải làm gì cả về con trai lớn của tôi, cháu tên là Thanh Tùng, năm nay cháu đã hơn 40 tuổi rồi. Cháu từng làm ca sĩ tại Sài Gòn nhưng thu nhập bấp bênh quá nên giờ cháu mua chiếc xe đi chở hàng mướn. Cháu cũng đã có vợ con và hiện sống ở Củ Chi. Đã cũng mấy lần cháu muốn tôi về ở với cháu nhưng tôi không muốn, giờ tôi còn làm việc được thì tôi đi làm thôi. Tôi gửi tiền tiết kiệm cho con và xây nhà cấp 4 ở quê, nhà đó tôi tính khi nào không còn sức đi làm kiếm tiền nữa, tôi sẽ về đó ở hiện tôi nhờ mấy đứa em ở quê trông dùm còn về chiếc xe thực ra đó là chiếc xe đã cũ mà một người bạn đi nước ngoài tặng lại cho tôi tôi nhận vì đó là chiếc xe kỷ niệm của bạn hôm nhận xe tôi mới qua cơn đột quỵ còn yếu lắm nhưng vì không có người lái nên tôi cũng cố gắng tự lái về nhưng có ai đó chụp hình được tôi lái xe và nói rằng tôi tự lái về phan rang điều đó không đúng hiện xe đó tôi đang cho một người bạn mướn lại rẻ thôi vì xe đã cũ hay bệnh trước tin đồn giả bệnh để mong nhận được tiền hỗ trợ tôi cũng buồn lắm như kỳ trước tôi đã bị đột quỵ phải đi cấp cứu ở bệnh viện họ cũng đồn như thế còn bây giờ tôi bị nhiễm covid tôi cũng đâu cho mọi người biết nhưng một vài người bạn của tôi đi lại về kể nên giờ ai cũng biết suốt mấy ngày nay phòng trọ của tôi lúc nào cũng xuất hiện vài youtuber họ chỉ cách me tôi đi ra là nhào tới quay chụp phỏng vấn rồi bình luận đủ kiểu rồi có những người lên nói cho tôi cái nọ cái kia nhưng tôi có thấy gì đâu. Nhiều thông tin sai về tôi lắm, nhưng thôi, tôi cũng không muốn đôi co chi, giờ tôi chỉ muốn bình yên đi làm kiếm tiền lo cho con. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin tức Việt, nếu thấy hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện quan điểm của mình thông qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.